Tối ngày 8 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến kiểm tra hoạt động tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phải khống chế số lượng người đến chợ trong một thời gian nhất định và kiểm soát chặt chẽ, vì trước mắt chỉ là trạm trung chuyển hàng hóa chứ không phải là hoạt động họp chợ. Đồng thời khi mở lại điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa cũng không để bất cứ dịch vụ nào ăn theo. Đồng chí lưu ý, điều quan trọng phải đảm bảo hàng hóa lưu thông từ các tỉnh về chợ sang xe, rồi chuyển về các tỉnh khác hoặc đến các điểm tiêu thụ phục vụ người dân Thành phố Hồ Chí Minh được thông suốt. Hàng hóa thông suốt càng nhiều càng tốt. Đặc biệt, chợ đầu mối Bình Điền nên ứng dụng tối đa công nghệ để giao dịch mua bán trên mạng. Giao dịch giữa người mua bán không cần phải có mặt tại chợ. Phải tổ chức luân phiên để các tiểu thương đáp ứng đủ điều kiện hoạt động, có đăng ký đều được sắp xếp tham gia mua bán, chứ không chỉ 20 tiểu thương như phương án do ban quản lý chợ đề xuất. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo quận 8 cử cán bộ y tế thường xuyên có mặt tại chợ để kiểm tra giám sát. Các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ và không được chủ quan. Công an quân đội tăng cường giám sát hỗ trợ, thực hiện nghiêm quy định phòng dịch COVID-19, dứt khoát không để dịch lây lan từ chợ Bình Điền lần nữa. Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Tá Hoàng Vũ báo cáo, chợ có gần 2.000 thương lái nên dự kiến sẽ mở khoảng 50%, số lượng ra vào chợ khoảng 4.000 người. 20 thương nhân được chọn thí điểm đều tiêm đủ 2 mũi vaccine. Ông Phan Thành Tân, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền cho biết, chợ bố trí phân luồng giao thông một chiều, các xe tham gia hoạt động tập kết có nhật ký hành trình, cài đặt ứng dụng khai báo y tế. Khi vào chợ được phun xịt khử khuẩn, các tài xế được lấy mẫu test nhanh ngay tại cổng vào. Các tiểu thương phải đăng ký danh sách lao động với chợ để làm thẻ ra vào, có dán ảnh, nhằm thuận tiện cho công tác quản lý.